Thích quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ tịnh hoặc bất tịnh, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát thích quán sắc xứ thường hoặc vô thường, thích quán thanh hương vị xúc pháp xứ thường hoặc vô thường, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Nếu Đại Bồ Tát thích quán sắc xứ vui hoặc khổ, thích quán thanh hương vị xúc pháp xứ vui hoặc khổ, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Nếu Đại Bồ Tát thích quán sắc xứ ngã hoặc vô ngã, thích quán thanh hương vị xúc pháp xứ ngã hoặc vô ngã, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Nếu Đại Bồ Tát thích quán sắc xứ tịnh hoặc bất tịnh, thích quán thanh hương vị xúc pháp xứ tịnh hoặc bất tịnh, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát thích quán nhãn giới thường hoặc vô thường, thích quán nhĩ tĩ thiệt thân ý giới thường hoặc vô thường, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Nếu Đại Bồ Tát thích quán nhãn giới vui hoặc khổ, thích quán nhĩ tĩ thiệt thân ý giới vui hoặc khổ, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Nếu Đại Bồ Tát thích quán nhãn giới ngã hoặc vô ngã, thích quán nhĩ tĩ thiệt thân ý giới ngã hoặc vô ngã, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Nếu Đại Bồ Tát thích quán nhãn giới tịnh hoặc bất tịnh, thích quán nhĩ tĩ thiệt thân ý giới tịnh hoặc bất tịnh, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát thích quán sắc giới thường hoặc vô thường, thích quán thanh hương vị xúc pháp giới thường hoặc vô thường, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Nếu Đại Bồ Tát thích quán sắc giới vui hoặc khổ, thích quán thanh hương vị xúc pháp giới vui hoặc khổ, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Nếu Đại Bồ Tát thích quán sắc giới ngã hoặc vô ngã, thích quán thanh hương vị xúc pháp giới ngã hoặc vô ngã, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Nếu Đại Bồ Tát thích quán sắc giới tịnh hoặc bất tịnh, thích quán thanh hương vị xúc pháp giới tịnh hoặc bất tịnh, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát thích quán nhãn thức giới thường hoặc vô thường, thích quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới thường hoặc vô thường, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Nếu Đại Bồ Tát thích quán nhãn thức giới vui hoặc khổ, thích quán nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới vui hoặc khổ, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Nếu Đại Bồ Tát thích quán nhãn thức giới ngã hoặc vô ngã, thích quán nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới ngã hoặc vô ngã, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Nếu Đại Bồ Tát thích quán nhãn thức giới tịnh hoặc bất tịnh, thích quán nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới tịnh hoặc bất tịnh, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Xá Lợi Tử lại hỏi Cụ Thọ Mãn Từ Tử, sao gọi là Đại Bồ Tát hành hành xứ của mình? Mãn Từ Tử đáp, nếu Đại Bồ Tát nào tu hành 6 pháp Ba La Mật Đa, tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của mình. Nếu Đại Bồ Tát nào tu hành 6 pháp Ba La Mật Đa, thì tất cả ác ma không làm hại được, ví như loài cáo không làm hại được các loài rùa ba ba, không bị làm hại nên việc đi lại được tự tại. Chúng Đại Bồ Tát tu hành 6 pháp Ba La Mật Đa cũng vậy, không bị tất cả ác ma làm hại, không bị làm hại nên việc tu hành được tự tại. Lại nữa, Xá Lợi Tử, giả sử ác ma hóa tất cả hữu tình, ở 3.000 đại thiên thế giới đều là ác ma, cứ mỗi một ác ma đều có nhiều ma quân quyến thuộc, thứ tự trước sau kéo đến chỗ Đại Bồ Tát. Nhưng Đại Bồ Tát này tu hành 6 pháp Ba La Mật Đa, nên các ác ma kia không thể làm hại được. Vì không hại được, nên Bồ Tát tu hành tự tại. Ví như loài cáo không thể làm hại được các loài rùa ba ba, vì không hại được nên rùa ba ba đi lại tự tại. Vì vậy, Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát phải nên học như vậy, tâm ta không nên xa lìa 6 pháp Ba La Mật Đa. Nếu tâm không xa lìa 6 pháp Ba La Mật Đa, thì tất cả ác ma không làm hại được, không bị hại nên Bồ Tát tu hành tự tại. Xá Lợi Tử liền hỏi Cụ Thọ Mãn Từ Tử, làm thế nào Đại Bồ Tát nên biết như thật các việc ma?
Mãn Từ Từ đáp, nếu Đại Bồ Tát không thích nghe giáo pháp tương ứng với Ba La Mật Đa, nên biết đây là việc các ác ma. Lại nữa Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát không thích thọ trì giáo pháp tương ứng với Ba La Mật Đa, nên biết đây là việc các ác ma. Lại nữa Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát không thích đọc tụng giáo pháp tương ứng với Ba La Mật Đa, nên biết đây là việc các ác ma. Lại nữa Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát không thích suy nghĩ giáo pháp tương ứng với Ba La Mật Đa, nên biết đây là việc các ác ma. Lại nữa Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát không thích tu hành pháp hành tương ứng bát nhã